đây là cái cổng đi vào, thì cái phòng của mình nó sẽ nằm phía bên tay trái. Thì tay trái là cái bức tường, rồi cái phòng thay áo quần đó, thì nó nằm ở trong này. Đây là cái elevator, thì phòng thay áo quần nó nằm ở trong này. Và đây là một cái chỗ mà có thể mình làm cho cái chỗ này là cái chỗ tiếp tân, là cái phòng rất là rộng ở phía ngoài này, là hoàn toàn là của phía bên tay trái của mình. Ở trong phòng thì hiện giờ là cái phòng này người ta đang chia là làm đôi, thì người ta đang sắp xếp cho một cái buổi tiệc sắp đến, thì là nó sẽ là như vậy. Những cái đồ trang trí mình có thể đặt cái phía bức tường bên này, hoặc là cái phía ở bên này là cái phía đằng sau, tất cả những cái bàn để mà nhìn lên sân khấu thì cái này là cái phía ở phía đằng sau. Bên kia là cổng để người ta đem đồ ăn ra, và đây là cái sân khấu mà mọi người sẽ nhìn tới. Góc của cái phòng này nhìn tổng quát là nó sẽ là như vậy đó, sẽ là như vậy. Đây là cái nhánh phía bên tay trái á, thì nó có một cái khoảng đi vào cũng rất là cũng khá sâu, nhưng mà nếu mà bàn mà để ở bên này á nhiều quá thì lại mình không biết là cái projector screen mình sẽ để ở đâu để cho mọi người nhìn thấy. Thì đó là tổng quát của một cái phòng, nó sẽ là như vậy. Đây là 360 độ. Đây là trần thì nó có đèn như thế này.